Chiều qua, Hội đồng tiêu hủy hàng hóa quận Liên Chiểu đã tiến hành tiêu hủy hàng hóa là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu. Hàng hóa tiêu hủy là hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không có hóa đơn, chứng từ, gồm hơn 2.600 chai rượu các loại, gần 2.300 chai bia Heineken, 20 két bia Heineken, 14 máy bắn cá, 20 máy trò chơi điện tử. Hội đồng đã căn cứ vào tính chất của hàng hóa tang vật bị tịch thu, buộc phải tiêu hủy và yêu cầu phải đảm bảo môi trường. Dưới sự giám sát của các thành viên hội đồng và các đơn vị liên quan, toàn bộ số tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu đã được tiêu hủy theo đúng quy định, quy trình và thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật.